hà nội ghi dấu ấn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đánh giá về việc triều tiên mỹ đề nghị và việt nam đồng ý cung cấp địa điểm họp lần hai rõ ràng đây là bước phát triển tất yếu của đối ngoại việt nam với phương châm việt nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế điều đó được hiểu là việt nam tích cực tham gia tìm giải pháp cho các vấn đề nóng của khu vực và thế giới mà cộng đồng quốc tế quan tâm đem lại hòa bình và ổn định chung Tại chỉ thị 25 của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 8 tháng 8 năm 2018, về nâng tầm đối ngoại đa phương đã cụ thể hóa thêm lần nữa. Đó là đối ngoại Việt Nam cần đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong các vấn đề khu vực và quốc tế với tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu tại Hội nghị Ngoại giao vào tháng 8 năm 2018 là vượt khỏi khuôn khổ hiện nay và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tư duy đột phá. Như vậy, quyết định nêu trên của Việt Nam là bước đột phá trong triển khai chủ trương đối ngoại đúng đắn này trong điều kiện thế giới toàn cầu hóa và liên kết chặt chẽ như hiện nay hòa bình an ninh ở mỗi khu vực đều gắn kết với nhau và không thể chia tách bán đảo triều tiên và khu vực đông bắc á tuy cách xa việt nam về địa lý nhưng tình hình ở đó cũng ảnh hưởng đến môi trường hòa bình ổn định của việt nam vì vậy việt nam không thể coi vấn đề ở bán đảo triều tiên chỉ là việc của các đối tác liên quan ở đó mà có liên quan đến lợi ích của việt nam trong những năm qua thực hiện chủ trương này việt nam đã cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc tại nam sudan ở châu phi cũng thể hiện tinh thần nói trên việt nam có trách nhiệm với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế khi việt nam cần cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm ủng hộ và hỗ trợ đánh giá về lý do việt nam được chọn là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai thì xét về các phương diện đảm bảo an ninh khoảng cách địa lý sự bến khách của nước chủ nhà năng lực tổ chức sự kiện ở tầm thế giới và nhiều yếu tố khác, Việt Nam đều đáp ứng tốt. Triều Tiên và Mỹ chọn Hà Nội, thành phố hòa bình, thủ đô của Việt Nam, còn vì một nét đặc thù riêng có, đó là chất xúc tác đặc biệt đối với tiến trình đàm phán. Mỗi bên đều tìm thấy ở Việt Nam những điều họ đang kỳ vọng với phía bên kia. Tự chung lại, Việt Nam mang tính biểu tượng cao của khắc vọng hòa bình và hòa giải, từ đối đầu sang đối thoại, từ nghi kỵ lẫn nhau sang từng bước xây dựng lòng tin để từ cựu thù trở thành đối tác của nhau như vậy hà nội không chỉ đơn thầm cung cấp địa điểm hậu cần an ninh cho cuộc gặp mà việt nam còn là sự khích lệ hai bên gác lại quá khứ vượt qua khác biệt và hướng tới tương lai